Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay nhà mình về rất là nhiều này. Lá treo máy sấy này, có hai màu nhé. Màu trắng này, màu đen xanh này. Trắng xanh và đen xanh. Lá treo máy sấy nhé, hai màu. Về cực kỳ nhiều luôn. 1.000 chiếc phục vụ cho anh em.